Ngày 30 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tổ chức buổi khen thưởng cá nhân, tập thể công an huyện Hóc Môn phá án nhanh chóng vụ cướp 3,8 tỷ đồng tại phòng giao dịch ngân hàng Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã gửi thư khen tập thể công an huyện Hóc Môn đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia cùng các đơn vị nghiệp vụ khác phá án. Theo nội dung thư khen, qua báo cáo của công an huyện về phối hợp các cơ quan trong điều tra khám phá nhanh vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch ngân hàng Sa Công Băng trên đường Nguyễn Văn Bứa. Thành tích của tập thể công an huyện Hóc Môn đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bình yên trên địa bàn huyện để người dân an tâm sinh sống và làm việc. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Mỹ, 30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, cầm đầu, Lâm Phúc Lợi, 23 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long và Nguyễn Thị Bích Tuyền, 22 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi cướp tài sản.